Các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức thời sự đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay. Cựu nữ cán bộ công an trong vụ cháy quán karaoke An Phú bị phạt hơn 7 năm tù. Sáng nay, ngày 30 tháng 10, tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú. Trong đó, nữ cựu cán bộ công an và chủ quán bị tuyên phạt mức án cao nhất so với nhóm bị cáo còn lại. Trước đó, trong ngày 24-25 tháng 10, phiên tòa được đưa ra xét xử nhưng do có nhiều nội dung cần được làm rõ, hội đồng xét xử đã quyết định nghi án kéo dài. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn phòng cháy chữa cháy, gây hậu quả nghiêm trọng làm 32 người thiệt mạng. Do đó, cần có mức án phù hợp để gian đe. Cụ thể, bị cáo Lê Anh Xuân, sinh năm 1980, chủ quán karaoke An Phú, bị tuyên phạt mức án 8 năm tù. Bị cáo Phạm Thị Hồng, sinh năm 1983, bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù. Đây là bị cáo bị mức phạt cao nhất trong vụ án này. Các bị cáo Phạm Quốc Hùng, sinh năm 1980, nhận mức án 7 năm tù. Bị cáo Vũ Trường Sơn, sinh năm 1987, bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1987, bị phạt 5 năm tù cùng về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ, sinh năm 1985, bị tuyên phạt 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại, có trách nhiệm cấp dưỡng cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, trong cả phiên tòa, bị cáo Phạm Thị Hồng liên tục kêu oan cho rằng mình không phạm tội. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở để xác định Hồng phạm tội khi nhận thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở karaoke An Phú. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, năm 2017, Hồng là cán bộ công an công tác tại đội tổng hợp của phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương. Mặc dù không có tư cách pháp nhân không được cấp giấy phép kinh doanh lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, nhưng Hồng đã nhận hợp đồng thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở karaoke An Phú để nhận tiền. Sau đó, Hồng thuê một người khác thi công, rồi lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng, cán bộ trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy để tác động nhờ kiểm tra, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở An Phú và được Hùng đồng ý. Sau khi nhờ người thi công và tác động đối với Phạm Quốc Hùng, Hồng còn nhờ Nguyễn Thành Luân giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh, đơn vị được cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, ký vào mục đơn vị thi công trong biên bản nghiệm thu do ông Phạm Quốc Hùng lập, mục đích là để hợp thức hóa hồ sơ theo quy định. Trường hợp Vũ Trường Sơn là cán bộ công an được giao nhiệm vụ phê duyệt, thẩm định phương án phòng cháy chữa cháy nhưng không thực hiện đúng quy định, dẫn đến cơ sở này đi vào hoạt động khi chưa đủ điều kiện. Đại học đầu tiên công bố thưởng Tết Hiệu trưởng và lao công cùng nhận 25 triệu. Một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thưởng Tết Ất Tỵ năm 2025. Mức thưởng áp dụng chung từ hiệu trưởng đến lao công. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn, hiệu trưởng trường Đại học Công thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mức thưởng Tết Ất Tỵ 2025 của trường là 25 triệu đồng trên một người. Mức thưởng này được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ, áp dụng từ năm học 2024-2025. Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động, lãnh đạo trường có thời gian làm việc từ 1 năm trở lên, không phân biệt chức danh, vị trí, bằng cấp đều nhận thưởng bằng nhau. Đối với các trường hợp công tác tại trường dưới một năm, những trường hợp có thời gian nghỉ làm việc không hưởng lương sẽ được tính theo số tháng làm việc thực tế. Trường hợp nghỉ hoặc chuyển công tác, nếu nhân sự có thời gian làm việc tại trường trên 6 tháng mới được thưởng. Mức thưởng tính theo số tháng làm việc tại trường. Mức thưởng này không áp dụng đối với hợp đồng công nhật, thời vụ. Ngoài ra, nhà trường cũng dành một khoản để lì xì đầu năm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên cũng như quà tặng cho cán bộ lãnh đạo, nhà giáo đã nghỉ hưu. Hiện Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh có gần 800 cán bộ, giảng viên và nhân viên. Quỹ thưởng Tết của trường năm nay ước tính gần 20 tỷ đồng. So với năm 2024, mức thưởng Tết của trường tăng thêm 5 triệu đồng trên một người. Thầy giáo trèo xuồng vào trường hơn 3.000 học sinh nghỉ học vì nước dâng cao. Sáng nay, ngày 29 tháng 10, nước sông Buông dâng cao gây ngập lụt nhiều khu vực ở Đồng Nai. Do đó, hơn 3.000 học sinh phải nghỉ học do nước tràn vào trường và chia cắt nhiều tuyến đường. Ông Võ Văn Minh, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, do tình hình nước lũ đổ về phức tạp dạng sáng nay, một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phải cho học sinh nghỉ học. Cụ thể, mực nước sông Buông hiện dâng cao bất thường, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực thuộc thành phố Biên Hòa. Đặc biệt, tình hình ngập lụt tại phường Phước Tân diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân và hoạt động của các trường học. Theo ông Minh, riêng tại trường trung học cơ sở Phước Tân 1 đã có hơn 2.600 học sinh phải tạm nghỉ do nước lũ tràn vào trường. Đại diện nhà trường cho biết, thời điểm nước dâng cao, chỗ sâu nhất đo được là gần 1 mét khiến toàn bộ phòng học và một số phòng chức năng tại tầng trệt bị ngập. Bên cạnh đó, một số trường gần sông Buông cũng bị ảnh hưởng do nước lũ chia cắt một số tuyến đường, khiến hơn 500 học sinh phải ở nhà. Trước tình hình trên, ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học và sẽ có phương án dạy bù phù hợp. Tuy nhiên, ông Minh cũng cho biết thêm, nếu tình hình ngập lụt kéo dài, các trường sẽ xem xét đến phương án dạy trực tuyến để đảm bảo chương trình học không bị gián đoạn hai cha con bị điện giật, hàng trăm hộ dân ở Đồng Nai chìm trong biển nước. Nước lũ sông Buông ở Đồng Nai dâng cao hơn 1 mét trong đêm, khiến hàng trăm hộ dân ngập sâu. Đặc biệt, có hai cha con bị giật do nước ngập hệ thống điện phải đi cấp cứu. Đến gần trưa nay, ngày 29 tháng 10, nước lũ vẫn chưa rút hết. Hàng trăm ngôi nhà ở khu vực ven sông Buông, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn ngập sâu trong biển nước. Cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt, Hai cha con anh Thứ, khu phố Miễu, phường Phước Tân bị giật do nước ngập vào hệ thống điện, phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Anh Lê Văn Dũng, hàng xóm của anh Thứ, người đang lội dưới nước ngập vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, giữa lúc cả nhà đang tất bật kê đồ lên cao để tránh lũ thì nghe tin có người bị điện giật. Không chút chần chừ, anh Dũng cùng một vài người khác nhanh chóng dùng xuồng đưa hai cha con anh Thứ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Lúc đó, nước đã ngập đến ngực, bao trùm cả xóm, nhiều gia đình cố gắng hết sức để cứu tài sản nhưng không kịp. Nhà tôi lúc này ngập trong nước, đồ đạc bị nhấn chìm hoàn toàn, anh Dũng nói. Mực nước dâng cao hơn 1 mét khiến nhiều gia đình ở khu vực này gặp khó khăn trong sinh hoạt. Bếp bị ngập, đồ đạc hư hỏng nặng nề, họ phải mua cơm hộp để ăn. Trước tình hình diễn biến phức tạp của nước lũ, lực lượng cảnh sát cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận những khu vực nguy hiểm, triển khai các biện pháp di rời người dân ra nơi an toàn. Thống kê sơ bộ của địa phương cho thấy, hàng trăm hộ dân ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa chìm trong biển nước. Hơn 3.000 học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở phải nghỉ học do ảnh hưởng của nước lũ dâng cao. Ông Võ Văn Minh, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, do tình hình nước lũ đổ về, phức tạp dạng sáng nay, một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phải cho học sinh nghỉ học. Cụ thể, mực nước sông Buông hiện dâng cao bất thường, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực thuộc thành phố Biên Hòa. Đặc biệt, tình hình ngập lụt tại phường Phước Tân diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân và hoạt động của các trường học. Theo ông Minh, riêng tại trường trung học cơ sở Phước Tân 1 đã có hơn 2.600 học sinh phải tạm nghỉ do nước lũ tràn vào trường. Đại diện nhà trường cho biết, thời điểm nước dâng cao, chỗ sâu nhất đo được là gần 1 mét khiến toàn bộ phòng học và một số phòng chức năng tại tầng trệt bị ngập. Bên cạnh đó, một số trường gần sông Buông cũng bị ảnh hưởng do nước lũ chia cắt một số tuyến đường, khiến hơn 500 học sinh phải ở nhà. Trước tình hình trên, ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học và sẽ có phương án dạy bù phù hợp. Tuy nhiên, ông Minh cũng cho biết thêm, nếu tình hình ngập lụt kéo dài, các trường sẽ xem xét đến phương án dạy trực tuyến để đảm bảo chương trình học không bị gián đoạn.